Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tam bạch đản, phần màu của con mắt trong đen nổi lên cao để lộ màu trắng giữa mi mắt dưới và trong đen. Đây là tình trạng bệnh lý được biết đến trong hàng ngàn năm, được gọi là san vá cư tam bạch đản. Trong hàng ngàn năm, người dân vùng Viễn Đông đã nhìn vào mắt nhau để tìm các dấu hiệu của tình trạng đáng sợ này. Bất kỳ dấu hiệu nào của tam bạch đản đều có nghĩa là toàn bộ hệ thống của người đó, thể chất, sinh lý và tinh thần đã mất cân bằng. Người đó đã phạm tội chống lại trật tự của vũ trụ và do đó người đó bị bệnh, không vui, mất trí, điều mà phương Tây đã gọi là dễ bị tai nạn. Tình trạng tam bạch đản là một cảnh báo, một dấu hiệu từ thiên nhiên, rằng cuộc sống của người đó bị đe dọa bởi một kết cục bi thảm và rất sớm. Tam bạch đản là một điềm báo điều xấu nhưng có ích. Nó kêu gọi các biện pháp phục hồi, có một phương thuốc chữa lành. Để sử dụng ở phương Tây, tôi gọi nó là thực dưỡng, Job Osawa. Trên đây là lời của tiến sinh Osawa được viết trong quyển Iwa Onsan Baku. Mời các bạn đọc phần tiếp theo của lời nói đầu trong quyển sách nhỏ. Ông Mario Centeno, chủ tịch EUGOGZOP bị tam bạch đản, do anh Lock Leha biên soạn. Lời nói đầu. Nếu điều này có vẻ khó tin và không có thật, hãy xem xét chân dung của các nhân vật lịch sử và các nhà lãnh đạo thế giới có sự nghiệp bị cắt ngắn vì chết sớm: Abraham Lincoln, Adolf Hitler, Ngô Đình Diệm, tướng Abdul Karim Qasem, Marie Antoinette, Archduke Ferdinand, tổng thống John F. Kennedy. Tất cả đều bị tam bạch đản và họ đã chết một cách thảm khốc. Tam bạch đản không phân biệt người trẻ và xinh đẹp. Marilyn Monroe, như tất cả các bức ảnh cho thấy, nhất định đã bị tam bạch đản. Nhiều người mẫu và người mặc đồ mẫu xinh đẹp mảnh khảnh, ngoại lai xuất hiện trên các tạp chí thời trang có dấu hiệu bị tam bạch đản, và họ phải làm rất tốt việc quan tâm đến sự chăm sóc sức khỏe trong tương lai của họ. Thể xác không nói dối, và đôi mắt cửa sổ tâm hồn nói dối ít nhất. Hầu như mọi người Mỹ tôi đã thấy ít nhiều đều bị tam bạch đản. Tam bạch đản là một điềm báo điều xấu nhưng có ích, giống như sự đau đớn. Nó chỉ ra sự mất cân bằng trong hệ thống của con người, kêu gọi các biện pháp phục hồi. Hãy kiểm tra chính mình và những người thân yêu của bạn. Bạn có bị tam bạch đản không? Có một phương thuốc chữa lành. Nó được tìm thấy trong triết lý và một hệ thống phục hồi thông qua thực phẩm, một chế độ ăn kiêng nếu bạn muốn, hoặc một chế độ điều trị bằng cách ăn kiêng cho người có sức khỏe kém, có nguồn gốc từ Viễn Đông. Để sử dụng ở phương Tây, tôi gọi nó là thực dưỡng. Để hiểu nhiều hơn về nội dung trên, xin giới thiệu với các bạn chương Nước Mỹ, vùng đất tam bạch đản do chính tiên sinh Osawa viết trong quyển Số Phận Con Người, và thực dưỡng là bản dịch của cuốn Iwa Onsen Baku trong quyển sách nhỏ này. Nên ăn uống như thế nào để tròng đen của con mắt hạ thấp xuống, không còn bị tam bạch đản nữa? Tiên sinh Osawa khuyên ăn uống theo thực dưỡng. Mời các bạn xem phần bắt đầu ăn uống dưỡng sinh như thế nào, việc nấu ăn thực dưỡng ra sao. Trong cuốn sách Thực dưỡng hướng dẫn cách thay đổi số phận của tiên sinh Osawa được biên dịch năm 2005, nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành. Quan điểm của tiến sĩ Osawa về đường, sữa trái ngược với quan điểm của Tây y nên chúng tôi đăng phần muối, đường, sữa do chính tiên sinh viết trong quyển Iwa Onsen Baku để bạn đọc tham khảo. Tiên sinh Osawa là nhân vật lớn sẵn sàng đưa đầu cho thiên hạ phỉ bang, đưa ra tòa, bắt nhốt. Trên tinh thần này chúng tôi hạn chế nêu quan điểm của mình, mà cố giữ nguyên ý tiên sinh. Những ý mà đã giúp nhiều người thoát chết, sống quãng đời còn lại đầy ý nghĩa, đặc biệt là không hề nào núng trước đại dịch Corona Covid-19. Kính ghi, Lê Hà Lộc. Ha ha, 问什么的说呵